Minh Thúy xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn. Đây là chương trình Cà Phê Góc Phố do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington, DC Kính thưa quý vị, Akay 27 tuổi, người Bangladesh, là người nghi phạm đánh bom liều chết tại ga tàu điện ngầm, khiến cho bản thân và ít nhất 3 người khác bị thương. Akay Ula bị thương nặng khi quả bom ống buộc trên cơ thể tên này phát nổ sớm hơn dự định dưới đường tàu Manhattan đông đúc Nghi phạm bị phóng ở tay và vùng bụng Còn những người khác thì bị ù ở tay và đầu Không có một vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng Tại bệnh viện thì nghi phạm cho biết hắn thực hiện vụ tấn công Nhằm mục đích trả đũa cho những hành động của người Israel Chống lại người Hồi giáo Palestine tại giải Gaza Vụ này diễn ra trong căng thẳng giữa người Do Thái Israel và người Hồi giáo Palestine Do quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel dù thủ đô này vẫn bị hai bên tranh chấp hàng thập niên. Theo Daily Mail thì vụ tấn công tại ga tàu điện ngầm Manhattan là vụ tấn công khủng bố đầu tiên ở Mỹ kể từ sau quyết định của Tổng thống Donald Trump, nhưng chỉ là một trong số nhiều vụ bạo lực đang diễn ra khắp nơi trên thế giới sau khi bước gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ. Đây cũng là lần thứ hai trong hai tháng, New York trở thành mục tiêu của tấn công khủng bố trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump cho rằng chính sách nhập cư lỏng lẻo là nguyên nhân gây ra sự việc này. Một di dân bất hợp pháp người Việt đã bị tòa tuyên bố có tội và hiện đang đối mặt với án tù chung thân trong vụ án dùng búa giết chết một gia đình 5 người hồi năm 2012 sau khi anh ta thua bạc ở một sòng bài vào buổi chiều cùng ngày. Binh Thái Lục vốn có tiền sử phạm tội bạo lực và nằm trong diện bị trục xuất hồi năm 2006, bị xác định là có tội trong vụ sát hại một gia đình di dân gốc Trung Quốc. Ngoài ra, anh còn đối mặt với 5 cáo buộc tìm cách cướp tài sản và hai cáo buộc trộm cắp. Hôm 23 tháng 3, 2012, thì Lục đã giết gia đình nạn nhân trong một vụ cướp sau khi anh thua bạc ở một sòng bài. Các công tố viên cho rằng gia đình của nạn nhân cất giữ hàng ngàn đô la tiền mặt trong nhà ở San Francisco. Vào lúc bị bắt, Lục đang có 6.500 Mỹ Kim trong người. Binh Thái Lục, 41 tuổi, bị buộc tội là đã dùng búa đập, đâm và bóp nghẹt ba người phụ nữ và hai người đàn ông trong một gia đình ở căn nhà San Francisco. Lục vốn là một thợ sửa ống nước, là một người bạn lâu năm của nạn nhân, Vincent Lê, Trước đây Lục đã ở tù cả chục năm với tội cướp của và dùng hung khí tấn công người khác trong vụ cướp có vũ trang tại một nhà hàng Trung Quốc hồi năm 1994. Chính quyền đã ra lệnh trục xuất anh ta về Việt Nam sau khi mãn hạn tù, tuy nhiên chính phủ Việt Nam đã không cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ để hoàn thành việc trục xuất anh. ngày 12 tháng 12, cử tri Alabama sẽ bỏ phiếu bầu chọn giữa ứng cử viên Doug Jones của đảng Dân Chủ và ứng cử viên đảng Cộng hòa Roy Moore để xác định ai sẽ là nghị sĩ liên bang đại diện cho tiểu bang Alabama kế tiếp. Bất kể ai thắng cử không những chỉ tới Washington làm việc, mà còn có thể thay đổi cán cân quyền lực tại Thượng viện. Ông Moore đắc cử sẽ cho phép đảng Cộng hòa củng cố quyền lực tại nơi đây. Nếu ông John đắc cử thì đảng Dân Chủ có thể cảm thấy được trao quyền nhiều hơn và có thể đặt ra một thách thức lớn đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Tại một tiểu bang rất bảo thủ như Alabama thì ông Roy Moore lẽ ra phải là một sự lựa chọn tất nhiên. Nhưng những cáo buộc về hành vi xàm sở tình dục đang phủ bóng trên chiến dịch tranh cử của ông. Nhiều phụ nữ đã tố cáo ông Moore là đã theo đuổi họ thời họ còn là những thiếu nữ vị thành niên. Ông Moore đã chối bỏ những cáo buộc đó và nói rằng chúng chỉ nhằm mục đích phương hại tới uy tín của ông trong chiến dịch tranh cử. Tổng thống Donald Trump cũng chính thức lên tiếng binh vực và ủng hộ ông Moore. Trong khi đó, thì các nhà lập pháp nói nếu ông Moore thắng cử, ông sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra về mặt đạo đức tại Thượng viện. Đến thăm văn sinh Thanh Bình của Hòa Lan, tại một ngôi làng Gridon, nhỏ bé Thanh Bình ở tỉnh Overso của Hòa Lan, hầu hết các con đường chính là những dòng sông nhỏ, không có xe hơi, không có đường nhựa. Nơi đây được mệnh danh là vệ sinh thứ hai. Lối đi duy nhất vào các căn nhà cổ kính trong các làng chính là chèo thuyền trên những rạch nước nhỏ xinh xắn hoặc đi bộ trên hơn 176 cây cầu gỗ. Ngôi làng có khoảng 2.600 cư dân, với tổng chiều dài các kênh rạch là 6.4 km. Du khách đến đây buộc phải dừng xe ở phía ngoài làng, sau đó đi vào bên trong bằng cách chèo những chiếc xuồng gỗ hoặc đi bộ, chạy xe đạp trên những con đường nhỏ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC do Minh Thúy đảm trách. Để nghe lại Cà phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425 425 585 1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.